Trending video. Tôi về trước đây. Ừ. Lái xe cẩn thận đó. Được. Tạm biệt. Tạm biệt. Mẹ. Còn dám không nghe lời mẹ sao? Muốn đối đầu với mẹ có phải không hả? Dạ không có. Không có cái gì? Mẹ nhìn thấy rõ rành rành, con vẫn qua lại với cái thằng đó như vậy. Dù mẹ đã cấm con bao nhiêu lần rồi. Thằng đó có gì tốt hả mà con lại bị mờ mắt mê đắm đó tới như vậy chứ? Trả lời mẹ đi. Không chịu nói chứ gì? Không chịu nói. Không chịu nói nè. Không chịu mẹ, nói nè. Mẹ à. Mẹ con chịu hết nổi rồi. Ôi. Con thích mỗi khi ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy khiến con thấy mình có giá trị. Anh ấy làm những điều mà con thích. Cái đồ hư hỏng. Đã làm ê thê dục khỏi tay rồi, bây giờ lại qua lại với cái thằng già quê đó. Nuôi cô đúng là tốn cơm tốn gạo mà. Biết như vậy tôi bỏ cô lại ở cô di viện đó cho rồi ha. Đúng là đã chọn nhầm người. Nếu con khiến mẹ thất vọng đến như vậy thì mẹ đánh cho con chết luôn đi còn hơn. Nè két. Đánh cô cũng phí sức mà thôi. Cái loại như cô sẽ không bao giờ được tốt hơn đâu. Cái dòng máu ngu ngốc như cô đó, đến mẹ rồi cũng không cần cô nữa mà. Mẹ. Không cần gọi tôi là mẹ nữa. Nếu cô còn dám cãi lời của tôi thì... Con lại gặp vấn đề gì nữa hả? Ai, bị la nữa rồi có đúng không? Chết rồi. Ai có thể phá hủy cuộc đời của tôi được? Cô bị mẹ la nữa có đúng vậy không?
Từ trước đến bây giờ, tôi đã cố gắng làm cho mẹ hài lòng. Nếu mẹ thấy vui vẻ, mặc dù tôi thấy không vui, tôi cũng sẵn lòng. Nhưng làm như vậy là cô đang hành hạ bản thân, ép buộc bản thân. Sao cô lại chọn như vậy chứ? Tôi muốn... ở cạnh bên tôi, chia sẻ tâm sự với tôi được không? Được chứ. Nếu cô tôn trọng bản thân thì người khác sẽ tôn trọng cô. Hãy nhớ điều này.